Thưa quý vị, Trung Quốc ngày hôm qua đã lần đầu tiên thông qua luật cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ lực với tàu nước ngoài. Động thái này chắc chắn sẽ khiến Biển Đông dậy sóng trong thời gian tới. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc ngày hôm qua 22 tháng 1 đã thông qua luật hải cảnh. Theo dự thảo được công bố trước đó, lực lượng hải cảnh Trung Quốc được phép sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn ngừa hoặc ngăn chặn các mối đe dọa từ tàu nước ngoài. Luật nêu các trường hợp lực lượng này có thể sử dụng các loại vũ khí khác nhau, gồm vũ khí cầm tay, vũ khí được phóng từ tàu hoặc từ trên không. Luật cũng cho phép các thành viên lực lượng phá công trình mà nước khác xây dựng trên các bãi đá ngầm và kiểm tra các tàu nước ngoài trong vùng biển mà Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền. Luật hải cảnh ra đời 7 năm sau khi Trung Quốc hợp nhất một số cơ quan thực thi pháp luật dân sự trên biển để lập Cục Hải cảnh. Ngay khi dự thảo cho phép hải cảnh dùng vũ lực với tàu cá nước ngoài được đưa ra vào tháng 11 năm 2020, Việt Nam đã lên tiếng tuyên bố các quốc gia cần đối xử công bằng, nhân đạo với ngư dân, đồng thời khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việt Nam luôn ủng hộ giải quyết các tranh chấp thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Chính vì thế, thực hiện nghiêm chỉ đạo từ Trung ương, các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã được tích cực triển khai, phục vụ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng toàn quốc. Bệnh viện 198 là đơn vị được lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ chiến sĩ phục vụ đại hội. Hôm nay là ngày cuối cùng, gần 300 cán bộ chiến sĩ được lấy mẫu. Ban tổ chức cho biết, lần một, toàn bộ kết quả test COVID cho cán bộ chiến sĩ phục vụ đại hội đều cho kết quả âm tính. Thì bệnh viện chúng tôi được phân công nhiệm vụ là lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 2.500 cán bộ chiến sĩ phục vụ cho Đại hội Đảng lần thứ 13. Vậy thì qua lần một thì chúng tôi cũng đã thực hiện được xét nghiệm lần một cho 2.500 cán bộ chiến sĩ. Và đến lần hai thì qua 2 ngày thì chúng tôi cũng đã lấy gần hết cho cán bộ chiến sĩ rồi. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ngành y tế cũng đã tăng cường khử khuẩn môi trường, đồng thời tăng cường cán bộ y tế thực hiện việc giám sát thân nhiệt. Hiện nay, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo đội ngũ y tế triển khai đảm bảo công tác thường trực cấp cứu tại khu vực diễn ra đại hội và 5 khách sạn nơi các đại biểu lưu trú, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng các tình huống xảy ra trong quá trình diễn ra đại hội, phục vụ an toàn cho đại biểu tham gia. Hiện nay chúng tôi đã triển khai tất cả các khu vực, đảm bảo tất cả từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia cho tới tất cả khách sạn đã làm tất cả các bước để đảm bảo cái công tác phục vụ cho đại hội. Ngoài ra thì chúng tôi đã thực hiện phân công xét nghiệm, thì hiện nay đã xét nghiệm cho 4.168 cán bộ phục vụ cho Đại hội Đảng. Thì tất cả các xét nghiệm lần thứ nhất đã đều âm tính và tiếp tục thực hiện là 8 giờ sáng ngày 23 thì sẽ xét nghiệm lần thứ hai, và trong ngày 24 sẽ phải trả lời là các cái trường này. Và chiều ngày 23 thì tất cả các lực lượng phục vụ sẽ trực tiếp thường trực tại khách sạn để phục vụ cho các đại biểu. Hà Nội tiếp tục triển khai một cách mạnh mẽ công tác phòng chống dịch bệnh COVID theo chỉ đạo của Trung ương cũng như của thành phố, và đề nghị tất cả các người dân làm tốt công tác phát giác các cái đối tượng nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó thì triển khai công tác kiểm tra đến các khu vực công cộng, đến các trung tâm siêu thị để làm sao đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 tốt nhất. Và chúng tôi sẽ quán triệt tất cả ban chỉ đạo của các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác này. Hiện nay, tất cả các lực lượng y tế tại 30 quận huyện trên địa bàn thủ đô đều được huy động túc trực, có đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19, sẵn sàng truy vết nếu có tình huống xấu xảy ra. Bên cạnh đó, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia luôn sẵn sàng xe cứu thương để sẵn sàng vận chuyển người bệnh khi có yêu cầu, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, sẵn sàng tham gia vận chuyển các trường hợp bệnh nhân nghi mắc COVID-19 từ khu vực diễn ra đại hội và các khách sạn đến bệnh viện cách ly, điều trị theo phân công. Trong dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 nhấn mạnh nhiệm vụ
tăng cường quốc phòng an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Nhìn lại lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, các cuộc chiến bảo vệ biên cương, bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để thấy được tinh thần kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Đảng luôn là mục tiêu tối thượng. Ngày 13 tháng 12 năm 1978, 10 sư đoàn quân Khmer Đỏ với khoảng gần 60 vạn quân xâm lược toàn tuyến biên giới từ Kon Tum tới Kiên Giang của Việt Nam. Ngay lập tức, cuộc tấn công đã bị chặn đứng bởi các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, vào ngày 7 tháng 1 năm 1979, thủ đô Phnom Penh đã được giải phóng, người dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Nghĩa vụ quốc tế của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đối với Campuchia kéo dài 10 năm và kết thúc vào năm 1989. Cũng trong giai đoạn này, ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc bất ngờ đưa 600.000 quân tấn công vào 6 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh của Việt Nam, mở màn cho cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đồng lòng bảo vệ biên giới phía Bắc. Trận chiến Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988 càng cho thấy ý chí kiên cường và quyết tâm bảo vệ từng tấc đất cha ông của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta phải củng cố vững chắc biên giới của mình. Chúng ta có xây dựng biên giới vững chắc bao nhiêu thì cái phên dậu bảo vệ Tổ quốc của chúng ta mới có thể được trải qua thử thách vững vàng bấy nhiêu để lâu dài cho muôn đời con cháu về sau. Và chúng ta phải cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển về thịnh vượng chung. Bảo vệ vững chắc biên cương, biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam luôn là nhiệm vụ sống còn của Đảng và Nhà nước trong mọi hoàn cảnh. Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, trong báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của Chính phủ đã nhấn mạnh tình hình Biển Đông gần đây diễn biến phức tạp, trong đó có việc vi phạm nghiêm trọng các vùng biển của Việt Nam được xác định theo luật pháp quốc tế, trái với tuyên bố DOC và các thỏa thuận cấp cao. Đảng, Nhà nước ta đã nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta không bao giờ nhân nhượng, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Trước đó, trong bài phát biểu trước các cử tri tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời giữ vững hòa bình để phát triển đất nước. Phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bao giờ phải nói hai cái vế. Nhưng đồng thời phải giữ cho được môi trường hòa bình để phát triển đất nước chứ. Xử lý mối quan hệ này không đơn giản chút nào. Nặng về bên nào đều bị phê phán. Anh hung hăng, anh đánh nhau, à, thắng thì tốt rồi. Thế nếu thua thì lúc này hậu quả nó sẽ ra làm sao? Không phải là sao đó. Đây là tính toán lợi ích của quốc gia dân tộc. Có đúng không ạ? Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là nhân nhượng bất cứ cái gì vô nguyên tắc. Phải giữ nguyên tắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng mà giữ ổn định để phát triển. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời phải tạo ra được môi trường hòa bình để phát triển đất nước, được Đảng coi là một nhiệm vụ thiêng liêng và tiên quyết trong thời đại ngày nay. Đã thành thông lệ, mỗi dịp đến Tết Nguyên đán, tỉnh Thái Nguyên là tổ chức tuần cao điểm Tết vì người nghèo. Đây là một hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa, giúp mang Tết đến gần hơn với đồng bào các dân tộc thiểu số, cũng như những hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã vận động ủng hộ được 25 tỷ đồng cho chương trình ý nghĩa này. Bà Say xuống nhà văn hóa xóm từ sớm để nhận phần quà Tết của chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo tỉnh Thái Nguyên năm 2021. Đây là một trong 130 hộ dân của xóm Bản Tèn được nhận quà Tết trong dịp này. Tôi thấy rất là vui được lãnh đạo đến thăm và tặng quà cho chúng tôi. Chúng tôi ở đây rất khó khăn. Sự giúp đỡ này giúp chúng tôi có thêm ít tiền để sắm Tết. Tôi rất cảm ơn. Chiếc TV, mơ ước của gia đình thương bệnh binh Đặng Đăng Thuận để xem tin tức dịp Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, nay đã thành hiện thực. Đây cũng là cách mà chính quyền cùng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên tri ân người có công với cách mạng mỗi dịp Tết đến xuân về.
Tôi với ông ấy mong có cái TV lâu lắm rồi, theo dõi tin tức của tỉnh, của cả nước. Cảm ơn chương trình, cảm ơn Đảng, Nhà nước, địa phương đã quan tâm tới chúng tôi. Tết này sẽ sung túc hơn nhiều rồi. Tết này, tỉnh Thái Nguyên có hơn 26.200 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng, cần được hỗ trợ. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn phát động, đã có 25 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật, được các ban ngành, đoàn thể doanh nghiệp trong tỉnh ủng hộ và đăng ký ủng hộ cho tuần cao điểm Tết vì người nghèo. Các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh đã đồng hành và đã vào cuộc rất là với cái tinh thần rất là nhân văn, tương thân tương ái, giúp đỡ lá lành đùm lá rách, và có thể nói là nhân dân rất là tin tưởng vào cái đường lối của Đảng, rồi chính sách pháp luật của nhà nước, và cũng cố gắng là quyết tâm để khắc phục khó khăn của gia đình để làm sao sớm vươn lên thoát nghèo. Chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai từ 4 năm nay. Những phần quà sẽ giúp bà con có một cái Tết ấm no, sum vầy và đủ đầy hơn, đồng thời cũng là động lực để họ vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị, niên vụ 2020-2021, sản lượng cam sành của tỉnh Hà Giang đạt khoảng 68.000 tấn, trong đó hơn 90% đạt chuẩn Việt Gáp. Nhờ áp dụng các tiêu chuẩn an toàn ngay từ đầu, sản phẩm làm ra đều được kiểm định chất lượng ngay tại vườn để giúp thương hiệu cam sành Hà Giang có chỗ đứng trên thị trường. Mình phải thu hoạch vào trời nắng ráo, buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ. Còn buổi chiều từ 3 giờ đến 5 giờ thì sẽ khô ráo mà không bị ẩm mốc. Trước đây thì chúng tôi thu hái trái cam thì cứ cắt xô bồ đổ đống khi đã làm theo quy trình đảm bảo an toàn. Đạt tiêu chuẩn thu hái thì phải là những trái cam chín, mọng nước mà đủ độ đường thì mới cho thu hái và cho ra thị trường. Ngày hôm nay, lứa cam sành trồng theo chuẩn hữu cơ của chị Nhuận sẽ được thu hái để đưa vào siêu thị. Cũng vào thời điểm này, đội liên ngành kiểm soát chất lượng cam sành của tỉnh cũng đã có mặt để làm nhiệm vụ. Để tôi kiểm tra về cái độ brick, là độ ngọt. Đấy. Cái hai nữa là kiểm tra về cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Cái thứ ba nữa là về cái dư lượng, về cái hàm lượng, về cái phân bón, cái nitrat. Nếu mà trong quá trình kiểm tra đối với các cái vườn nào ấy mà không đảm bảo yêu cầu ấy, thì chúng tôi yêu cầu là các chủ vườn phải tạm thời dừng lại để khi nào đảm bảo được cái thời gian cách ly thì mới tiếp tục cho để thu hoạch. Để nâng cao giá trị sản phẩm thì tất cả các thành viên trong hợp tác xã đã sản xuất và chăm bón theo hướng hữu cơ. Không theo hướng hữu cơ thì có thể là đạt được 25 tấn trên 1 ha, nhưng đối với sản xuất theo chuẩn hữu cơ, nó hụt đi, nó chỉ đạt khoảng 20 đến 22 tấn. Cũng nhận biết ra rằng, thứ nhất là sản xuất theo hướng hữu cơ thì để lại một cái môi trường là rất là trong lành. Khi mà sản xuất ra được sản phẩm, người tiêu dùng phản hồi trực tiếp là rất tốt. Vào vụ, mỗi tuần, đoàn liên ngành của tỉnh Hà Giang sẽ đi rà soát, kiểm tra tại 72 hợp tác xã, tổ sản xuất cam sành trên địa bàn. Hơn 1,4 triệu tem nhãn truy xuất nguồn gốc cũng được Hà Giang hỗ trợ đến các cơ sở này. Cùng với việc hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại mạnh, giá bán mỗi kg cam sành Hà Giang luôn đạt từ 11 đến 18.000 đồng một kg, cao hơn 20% so với các địa phương khác. Tỉnh có thành lập một cái ban điều hành cụ thể, là ban điều hành từ khâu sản xuất cho đến thu hoạch và tiêu thụ. Thì cái ban này đã hoạt động từ đầu năm 2020 với cái tính chất là chuyên biệt. Tỉnh chúng tôi cũng đang có xây dựng các cái cơ chế chính sách để thu hút các cái nhà đầu tư có quan tâm đến cái nội dung là xây dựng các cái nhà máy chế biến liên quan đến cái sản phẩm cam sành. Hiện cam sành Hà Giang đã xuất hiện tại hầu hết các chuỗi hệ thống siêu thị trung tâm lớn ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Năm 2021, đẩy mạnh nhận diện thương hiệu này trên thị trường sẽ là kế hoạch được cả người dân và chính quyền tỉnh Hà Giang thực hiện. Theo kết quả khảo sát điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất cho nửa cuối năm 2020 do nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda vừa thực hiện, Việt Nam đứng thứ tư trong top 10 điểm đến mơ ước của năm 2021 cùng với Đài Loan, Thái Lan và Nhật Bản. Việt Nam đã tìm thấy cơ hội trong thách thức, lách qua khe cửa hẹp, tìm lối đi riêng cho ngành du lịch trong một năm đầy biến động.
Năm 2020 cũng là năm ghi nhận vị thế và sự lớn mạnh chưa từng có của du lịch nội địa, cũng như sự thăng hạng ấn tượng của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế, dù phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Sự thịnh hành của xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe, xu hướng hình thành các liên minh, liên kết phát triển du lịch tại các vùng, sự tiên phong dẫn đầu của những doanh nghiệp lớn giúp vực dậy và hâm nóng thị trường nội địa trong một năm đầy khó khăn. Điển hình như Sun Group, dù thiệt hại nặng nề nhưng vẫn liên tục ra mắt những sản phẩm du lịch mới như Yoko Onsen, cáp treo Cát Hạt. Hiện nay là tôi tin là ngay cả cái mùa Tết này thì khách du lịch vẫn tăng trưởng ở phía Bắc. Mà điều đó nó là thể hiện cái sự chuyển mình của ngành du lịch, đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của khách, tạo ra những cái nhu cầu mới của khách. Đó là du lịch nghỉ đông tới Việt Nam, mặc dù trước đây chúng ta chưa có nghỉ đông, thì bây giờ nghỉ đông đã bắt đầu. Các bạn cũng biết là ngay cả trên Sapa mỗi khi tuyết xuống thì ở trên đấy lại chật cứng các khách đến. Cho nên là từ từ thì những nhu cầu của người Việt thay đổi do cái cuộc sống nó thay đổi. Mà ngành du lịch lại là cái ngành đi tiên phong trong cái việc phục vụ cái nhu cầu thay đổi đấy của người dân. Việt Nam không chỉ có khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới như Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort, mà còn có khách sạn biểu tượng hàng đầu thế giới 2020. Hotel de la Corporne M Gallery, khu nghỉ dưỡng tiệc cưới xa xỉ hàng đầu thế giới, JW Marriott Phú Quốc M Mero Bay, điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới 2020 dành cho Sun World Fansipan Legend ở Lào Cai, điểm du lịch biểu tượng hàng đầu châu Á 2020 dành cho Sun World Bana Hills Đà Nẵng, sân bay khu vực hàng đầu thế giới 2020 dành cho sân bay quốc tế Vân Đồn của Quảng Ninh. Đi tham quan, trải nghiệm những sản phẩm du lịch, những địa điểm của Việt Nam được quốc tế vinh danh thì mình cảm thấy thêm yêu và tự hào về con người Việt Nam. Fansipan xứng đáng nhận được giải thưởng quốc tế như vậy. Tôi rất tự hào khi các điểm đến của Việt Nam nhận được sự vinh danh xứng đáng của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, Bộ sưu tập giải thưởng danh giá WTA Thế giới và Châu Á 2020 đã trở thành điểm sáng của du lịch Việt Nam, đưa tên tuổi Việt Nam trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch thế giới trong năm 2020. Chưa bao giờ Việt Nam lại giành được nhiều giải thưởng WTA Châu Á và Thế giới đến thế, và cũng chưa bao giờ tên tuổi Việt Nam lại được xướng danh ở nhiều hạng mục quan trọng như thế. Từ sáng sớm hôm nay, hàng ngàn công nhân, người lao động làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tham gia và nhận những món quà ý nghĩa từ chương trình Tết Xuân Vầy Kết Nối Yêu Thương năm 2021 và phiên chợ Tết bán hàng giảm giá phục vụ người lao động. Đây là hoạt động thiết thực của tổ chức công đoàn thành phố Hà Nội, chăm lo để tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết. Tại những gian hàng này, với mức giá từ vài chục nghìn đồng đến hơn 100.000 đồng, người lao động có thể mua sắm các sản phẩm cho Tết. Nhiều công nhân lao động cho biết những phiên chợ như thế này giúp họ mua các sản phẩm chất lượng tốt, giá cả phù hợp. Là chúng tôi được lên đây và được mua những cái mặt hàng đảm bảo cái chất lượng và đảm bảo về cái giá thành mà chúng tôi mua bán ở đây là chúng tôi rất là yên tâm. Nhằm hỗ trợ người lao động, phiên chợ Tết với các gian hàng giảm giá từ 10 đến 50% cho người lao động. Với rất nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày cũng như dịp Tết như gạo, quần áo, xà phòng, dầu ăn. Năm nay là cái dịch Covid nó khó khăn nên là Tổng Công ty cũng đã chỉ đạo là trong cái chương trình này thì hỗ trợ người lao động bằng cách là bán hàng không lợi nhuận và một số mặt hàng đã bán thấp hơn từ 10% trở lên, trong đấy có hạt điều. Dù ảnh hưởng dịch Covid nhưng mà với trách nhiệm và quan điểm của thành phố chỉ đạo như công đoàn thủ đô, đó là số lượng đoàn viên nhiều hơn, mức hỗ trợ cao hơn và đặc biệt là quan tâm đến những đoàn viên mà khó khăn, không để đoàn viên nào không có Tết. Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, có trên 165.000 công nhân lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội bị mất việc làm, phải nghỉ luân phiên, thu nhập giảm sút. Để chăm lo đời sống cho người lao động, dịp Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Hà Nội trao trên 80.000 suất quà, tặng trên 90.000 vé xe, hỗ trợ phương tiện đưa công nhân lao động về quê đón Tết. Số tiền hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ước tính trên 60 tỷ đồng. Ngày hôm qua 22 tháng 1, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast đã công bố 3 dòng xe SUV điện thông minh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo với những tính năng thông minh vượt trội.
Đây là cột mốc quan trọng khẳng định tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu của VinFast, đồng thời góp phần đưa Việt Nam lên vị thế mới trên bản đồ công nghiệp ô tô thế giới. Cả ba dòng xe VF31, VF32 và VF33 đều sở hữu tính năng tự hành cấp độ 2 đến 3 với 30 tính năng thông minh chia làm 7 nhóm, gồm hệ thống trợ lái thông minh, hệ thống kiểm soát làn thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo va chạm đa điểm, hệ thống giảm thiểu va chạm toàn diện, hệ thống đỗ xe tự động thông minh và hệ thống giám sát người lái. Bên cạnh tính năng tự hành vượt trội, VinFast đặc biệt đầu tư cho tính năng thông minh, buồng lái ảo e-cockpit với những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới như công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, máy học và học sâu Deep Learning, nhận diện gương mặt, trợ lý ảo đa ngôn ngữ. Dự kiến, xe VF31 phiên bản tiêu chuẩn sẽ bắt đầu nhận đặt hàng tại Việt Nam từ tháng 5 năm 2021, bàn giao xe từ tháng 11 năm 2021. Xe VF32 và VF33 sẽ nhận đặt hàng tại Việt Nam từ tháng 9 năm 2021, bàn giao xe từ tháng 2 năm 2022. Tại Mỹ, Canada và châu Âu sẽ nhận đặt hàng từ tháng 11 năm 2021, bàn giao xe từ tháng 6 năm 2022.